lắng dành cho đội bóng phố núi. William, tỷ số là 1-0. Bàn thắng rất bất ngờ dành cho FP Bank quay ra lại, đó là pha ghi bàn của Châu Ngọc Quang. Không duy trì được một sự tập trung đủ tốt để ngăn chặn Đinh Thanh Bình. Pha số 8 của FP Bank Hoàng Gia Lai nhưng chui từ rất đất lên và làm tung lưới Philip Nguyễn ở một cự ly quá gần. Khá nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã được công nhận. Pha phù hợp đá phạt có thể nói là hóc hiểm của Công an Hà Nội đã khiến cho khung thành của FP Bank Hoàng Gia Lai không còn được giữ vững. Người trả bóng cuối cùng bên phía Công an Hà Nội đem đến bàn thắng là Hồ Ngọc Thắng. Cú thả bóng là của Vũ Văn Thành nhưng quả tạt bóng tiếp theo. Một cơ hội dứt điểm. Cú vào. Vào rồi. Jefferson Elias đã có được bàn thắng để giúp cho Công an Hà Nội có được bàn thắng dẫn trước lần đầu.